Vâng, xin được chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh Ô Tô Cũ Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2019, xin được gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe phải nói là đi rất là an toàn và gầm cao mấy tháng, đi rất là sướng, đầm xe chắc xe. Đây, vâng, đó là một chiếc xe Ford Escape được sản xuất năm 2002, số tự động. Vâng, dòng xe là thương hiệu của Mỹ nhé, nên là cái chất lượng của chiếc xe đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất là tốt. Vâng, thì trước khi vào chi tiết toàn bộ cái chiếc Ford Escape sản xuất năm 2002 số tự động này, thì em Khanh cũng xin được toàn thể quý anh chị các bạn một lượt đăng ký kênh để luôn được cập nhật theo dõi những chiếc xe mới nhất mà em sẽ quay giới thiệu tới toàn thể quý anh chị các bạn trong ngày. Thì quý anh chị các bạn đừng quên ấn chuông thông báo nhé, ấn chuông thông báo để nó sẽ hiển thị và thông báo lên những cái video hàng ngày em quay giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn. Vâng, em Khanh xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn rất nhiều. Thì không để quý anh chị các bạn chờ lâu, bây giờ em sẽ vào chi tiết toàn bộ cái tổng thành của chiếc Ford Escape được sản xuất năm 2002 số tự động, và với một chiếc xe thương hiệu đẳng cấp của Mỹ như thế này, một thời điểm phải nói là nó cũng là được một chiếc đánh giá là một chiếc trong những chiếc xe phải nó có giá trị đó, và những thời điểm thời 2002 nó cũng được một trong những chiếc xe đẹp và có tầm tiền là cũng tương đối. Nhưng đến thời điểm hiện tại là bây giờ cũng sau hơn chục năm sử dụng, thì bây giờ bên em chỉ bán với giá chỉ có 130 triệu thôi nhé, 130 triệu đồng giá đang công khai niêm yết đang cửa hàng tại bên em. Vâng, thì quý anh chị các bạn nào có nhu cầu với chiếc Ford Escape được sản xuất năm 2002 số tự động hai cầu máy xăng 3.0 V6 thì xin liên hệ với em Khánh cho số điện thoại 0943622621. Vâng, thì số điện thoại là số Zalo của em Khanh nhé. Thì quý anh chị các bạn có thể kết nối với số Zalo của em Khanh để em Khanh có thể tư vấn chi tiết cũng như là giải đáp mọi thắc mắc về chiếc Ford Escape sản xuất năm 2002 số tự động này cho quý anh chị và các bạn. Vâng, thì bây giờ đây là nói một về cái tổng thành bên ngoài của chiếc xe. Nói thật là quý anh chị các bạn về toàn bộ cái tổng thành của chiếc xe thì đến thời điểm hiện tại này, thì sau hơn chục năm sử dụng thì cái sơn của nó thể nói là không còn là sơn zin nữa. Thì sau nhiều năm sử dụng thì nó cũng có xước sát bên ngoài đấy nhá, chỉ có xước sát bên ngoài thôi nhé quý anh chị các bạn nhé, chứ bên em cam kết nó hoàn toàn là không bị đâm đụng tai nạn đấy, nó hoàn toàn không bị đâm xô tai nạn gì cả, nên là nó giữ nguyên được cái form dáng, giữ nguyên được cái form dáng của chiếc xe đây, nguyên với cái form dáng của chiếc xe vẫn còn nguyên nhá quý anh chị bạn nhé, không bị biến dạng, không bị làm sao cả, cong vênh méo mó gì cả, các đường gân chỉ vẫn còn thẳng tắp đây ạ. Thì cái sơn nước sơn này thì nó có chỉ xước sát bên ngoài cho 5 tháng sử dụng thôi, thì chủ xe người ta cũng đã sơn lại và đánh bóng chiếc xe này, nên đến thời điểm hiện tại là nó rất là đẹp đó. Thì với chiếc xe này thì quý anh chị các bạn chỉ việc mua xe và về chạy thôi nhé. Đấy, chủ xe người ta cũng đã rất là cẩn thận, nên tư nhân người ta thường cũng rất là chăm chút đến chiếc xe này, nên là người ta cũng không để những xước sát bên ngoài xước sát bên ngoài người ta đi, nên là người ta cũng chịu khó xước sát một cái là người ta đã cho sơn lại và đánh bóng rất là cẩn thận chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em sẽ đi một vòng quanh thân vỏ của chiếc xe để quý anh chị các bạn xem này. Một chiếc xe trường xe và nói là đi rất là đầm xe sướng nhé, đi rất là sướng chắc chắn. Đấy, mà cái hệ thống cái hệ thống của chiếc xe là an toàn của chiếc xe này vẫn rất là cao. Đó là một cái dòng xe hai cầu là đi rất là khỏe nhé. Thì quý anh chị các bạn có thể mua về mà mình đi thì với cái gầm cao máy thoáng hai cầu như thế này thì quý anh chị các bạn có phải về nhằm đi công trường vật tư thì rất là hợp lý nhé. Đây em quay luôn cái chỗ điểm cho quý anh chị các bạn thấy là để cái mình để vật tư rất là thoải mái này. Cái điểm này mình có thể để đồ đấy, mình chạy vật tư công trường vật tư để đồ chỗ điểm này rất là thoải mái luôn quý anh chị các bạn nhé. Đó, rất là thoải mái. Tiện đây em quay luôn cái khoang của trong không gian của chiếc xe, nó rất là thoáng và đây quý anh chị bạn có thể nhìn thấy rất là rộng rãi nhé. Đấy, toàn bộ cái cốp sau này, cái cánh cửa này, đồng cái bộ phận nâng thủy lực nâng hạ cửa này, nó rất là hoạt động rất là tốt, nhịp nhàng và keo chỉ là cũng zin 100% theo xe nhé. Và cam kết luôn cho quý anh chị các bạn keo chỉ là zin 100% theo xe này, không mất một phần keo chỉ nè, xe hoàn toàn là không đâm đụng tai nạn, nên là nó tất cả là giữ được nguyên của cái form dáng của cái dòng Ford Escape này, và keo chỉ đương nhiên là không vấn đề gì cả.
rất là ok rồi mọi người nhé, quá đẹp luôn ạ, đúng không ạ? Nói toàn bộ cái tổng thành bên ngoài của chiếc xe đấy, rất là ok. Thì đây, nhiều quý anh chị và các bạn quan tâm đến, rất là quan tâm đến cái gầm bệ của chiếc xe, thì tiện đây em quay luôn cái gầm bệ của chiếc xe để quý anh chị và bạn xem này. Đấy, gầm bệ của chiếc xe là hoàn toàn là không bị mục mọt nhé. Đấy, rất là chắc chắn đúng không ạ? Với cái thương hiệu, cái dòng xe thương hiệu của Mỹ thì phải nói là cái chất lượng của chiếc xe nó rất là tốt, bền xe, chắc xe và đi rất là an toàn, rất là cao. Và nó là độ an toàn của nó, cái dòng xe Ford Mỹ này nó rất là an toàn. Như bốn lốp còn rất là mới. Phanh ABS là trang bị theo xe, hai bánh trước là đầy đủ nhé mọi người nhé. Động cơ hai cọc, gầm cao mấy thoáng, rất là khỏe, đi ổn định. Vâng, với chiếc Ford này đi rất là ổn định. Thì bây giờ mọi quý anh chị các bạn cùng em đi vào kiểm tra cái phần bên trong nội thất của chiếc xe. Nhưng mà trước tiên là em tiện đây em quay luôn là cái hệ thống đèn của chiếc xe cũng còn khá là tốt. Đó, còn giá cũng rất là ok nhé. Thì mọi người cùng em vào kiểm tra cái phần nội thất của chiếc xe. Vâng, để mà nói này, cái da bọc ghế, đừng cái hàng ghế này thì nó đã được bọc lại rồi, riêng cái hàng ghế sau này đã được bọc lại nhé. Chứ còn đấy, nên là đến thời điểm hiện tại là cái da bọc ghế hàng ghế sau này nó còn rất là đẹp, đúng không? Rất là đẹp. Đó, và hoàn toàn là không rách nát hay bị làm sao nhé, rách nát nó còn rất là mới đây mọi người nhìn thấy. Trần nỉ là rất là ok rồi, trần nỉ như này là rất là ok nhé, sạch sẽ mà không bị rách nát hay hư hỏng gì cả. Đấy, nó còn rất là đẹp luôn này. Đấy, đèn đóm là hoạt động bình thường nhé mọi người nhé. Đấy, tắp ni là rất đó, tắp ni là còn rất là sạch sẽ luôn mọi người nhé, hoàn toàn là không bị hỏng hóc hay bị làm sao. Rất, này, tư nhân người ta đi lại giữ gìn rất là cẩn thận, nên là xe đến tất cả những cái chi tiết như là tắp ni này nó cũng còn rất là đẹp đây, đúng không ạ? Và keo chỉ là tất cả cánh cửa đều rất là zin. Thì đương nhiên là phải nói là cái dòng xe này thì nó được trang bị động cơ xăng V6 3.0 thì nó đi rất là khỏe. Thì tất nhiên cái mức độ tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng hơi cao một chút, nhưng mà không sao, quan trọng là mình thích cái dòng X-Kết này và cái mình mua về hợp cái model nhu cầu mục đích sử dụng của mình là rất là ok nhá mọi người nhé. Thì quý anh chị các bạn đang có nhu cầu mục đích sử dụng với chiếc Ford X-Kết và có như mà có công việc có thể chạy công trường vật tư hoặc là đi ở những cái vị trí mà đường nó xấu đấy, nó khó đi, thì hãy liên hệ với em Khanh theo số điện thoại 0943622621 để sở hữu cái một cái trong những cái dòng xe phải nói là đi rất là sướng, tầm xe và chắc xe đấy, gầm cao máy thoáng hai cầu, động cơ khỏe, đi rất là ổn định như thế này cái Ford nhé. Đấy, toàn bộ phần tắp ni rất là đẹp, tổng thành là gương kính chỉnh điện đấy, đầy đủ theo xe nhé. Đấy, đây, tổng thành nâng hạ kính này, phần gương kính chỉnh điện này là đầy đủ theo xe hết, nói chung là rất là đẹp. Đấy, keo chỉ là zin 100% theo xe nhé. Vâng, quý anh chị các bạn có thể đến kiểm tra xe và đi thử cái mẫu xe này đã tại cửa hàng bên em là, vâng đây ạ, tại cửa hàng bên em là Auto Tiến Khanh nhé, thuộc địa phận xã Hiệp An, thị trấn Kinh Môn, Hải Dương. Đó, bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng nhé quý anh chị các bạn nhé. Đây em sẽ để cho quý anh chị bạn xem cái phần bên trong của chiếc xe. Đó, toàn bộ là tất cả đâu không vấn đề gì cả. Đây, tổng thành nâng hạ kính này. Đấy, hoạt động bình thường nhé, không có vấn đề gì cả, rất là ok đây mọi người nhìn thấy không, rất là ok. Đó, toàn bộ cái phần trang thiết bị của chiếc xe, thường với cái chiếc Ford này phải nói là bao giờ nó cũng ưu tiên lên cái hệ thống an toàn của xe hàng đầu, bao giờ nó cũng chú ý đến cái hệ thống an toàn xe hàng đầu. Xe bao giờ cũng được trang bị rất nhiều túi khí an toàn nhé. Thì với chiếc Ford X-Kết này thì nó được trang bị là hai túi khí an toàn này, cũng như hệ thống phanh ABS này, gương kính chỉnh điện na răng đúc tổng đầy đủ nhé, đầy đủ này, như là hệ thống điều hòa cơ thì bây giờ điều hòa cơ này thì nó rất là bền và mát, hệ thống hút khí trong xe
lúc nào trong lành trong xe nhé. Đấy, tay đây thì chiếc này nó hơi cỏ một chút, thì cái tay đấm số thì nó lại ở trên vị trí này mà nó hơi cỏ một chút. Đấy, nhưng mà tất cả là hiển thị lên đây nhé. Đấy, bảng tắp ngô là hiển thị là số này. Đấy, rất là đầy đủ đây ạ. Đây nó hiển thị lên nhé. Đấy, mọi người chú ý nhé. Đây ạ, nó hiển thị đầy đủ nhé. Đấy, toàn bộ gạt mưa này. Ui, rất là đẹp đi. Đấy, không có vấn đề gì. Đấy, mọi người nhé. Đấy, gạt mưa là không vấn đề gì. Xinh nhan xinh nhất là đầy đủ hết. Đấy, ok. Thì bây giờ mọi người cùng em đi kiểm tra phần động cơ. Đấy, nếu mà quý anh chị các bạn thấy không vấn đề gì nữa thì liên hệ sớm với em Khanh nhé, để chốt và đặt cọc chiếc Ford Escape sản xuất năm 2002, mã số tự động như thế này, 2 cầu động cơ V6 3.0 thì rất là sướng. Đây. Vâng, với cái động cơ V6 3.0 này thì phải nói là cái độ khỏe của cái chiếc xe là rất là cao, chạy rất là sướng nhá chị bạn nhé. Tất cả các mọi địa hình đều không vấn đề gì với cái chiếc xe này cả, chạy rất là ok. Và đây máy móc hoàn toàn là còn hoạt động rất là ổn định, đây máy hoạt động rất là ổn định nhé. Và với chiếc xe này mới về nên bên em chưa dọn dẹp làm bất kỳ việc gì cả, tất cả các chi tiết là hoàn toàn còn zin nguyên bản cho xe này. Đấy, cũng như đèn zin nguyên bản cho xe nhé, đèn zin nguyên bản cho xe này. Đấy, và hệ thống dàn đầu trước là không bị cong vênh méo mó hay điểm sao nhé mọi người nhé. Đấy, tất cả các chi tiết hoàn toàn là ok hết. Đó, mọi người thấy này, và cái mặt lắp cabo này nó không mà hề bị biến dạng gì cả, keo chỉ zin nhé, keo chỉ zin đó, rất là ok rồi. Vâng, với chiếc xe quá tuyệt vời. Chỉ với 130 triệu đồng thôi là quý anh chị các bạn có thể sở hữu một cái mẫu xe, dòng xe thương hiệu của Mỹ Ford Escape, được sản xuất năm 2002, số tự động. Vâng, đi rất sướng, động cơ V6 3.0. Phải nói là một chiếc xe quá tuyệt vời và giá thành thì quá hợp lý rồi. Thì quý anh chị các bạn đang có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với em Khanh theo số điện thoại 0943622621 để sở hữu mẫu xe đẹp như và chất như đi rất là sướng như thế này nhé. Vâng, em Khanh xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở video tiếp theo.